Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy và Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giáo hội nhìn lại chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại và nhận ra rằng nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Vì thế chúng ta hiểu tại sao ngày lễ Chúa Nhật mùa thường niên tiếp sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội phải mừng kính và suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Hơn thế nữa, giáo hội là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội được Chúa Cha tập hợp chung quanh Chúa Giêsu dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là con người lữ khách, giáo hội phát xuất từ Chúa Cha sẽ trở về với Chúa Cha nhờ trung gian của Chúa Giêsu dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần. Chính từ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa mà giáo hội được sinh ra và cũng từ Thiên Chúa mà giáo hội lãnh nhận sứ mạng để tất cả nhân loại làm thành một dân Thiên Chúa, tập hợp thành thân thể Chúa Kitô và được xây dựng thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu ngày xưa đã sai các tông đồ và chúng ta ngày nay rằng: Tiên vàng, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm quan trọng nhất và là trung tâm của đạo Công giáo. Vì chân mầu nhiệm này thuộc đời sống thâm sâu của Thiên Chúa mà con người không thể hiểu thấu. Chỉ nhờ con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người đã mặc khải cho chúng ta biết mà thôi. Quả vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ đời đời Chúa Cha yêu thương và hiệp nhất với Chúa Con. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con giống hệt như mình, cùng một bản thể, cùng một quyền năng như Chúa Cha. Cho nên Chúa Con là hình ảnh toàn hảo và nguyên tuyền sự sống của Chúa Cha. Vì thế mà khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã nói rằng: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Và hôm nay trong tin mừng Ngài nói: Tất cả những gì của Cha đều là của Con. Và ngược lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Con đã đáp lại tình yêu và sự hiệp nhất của Chúa Cha cũng nồng nàn và tha thiết không kém Chúa Cha. Cho nên Ngài đã kết hợp làm một với Chúa Cha và vui lòng dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cha qua việc vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu chết, sống lại để cứu chuộc nhân loại. Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tình yêu và sự hiệp nhất đã nối kết Chúa Cha và Chúa Con sinh ra Chúa Thánh Thần. Ngài đến trần gian này để tiếp tục công trình của Thiên Chúa là thánh hóa con người cho đến ngày tận thế. Cho nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm hiệp thông sự sống, hiệp thông tình yêu và hiệp nhất nên một. Cho nên trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người còn ở thế gian, nhưng cầu nguyện cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ
cũng ở trong chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị, chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi theo kiểu gia đình. Vợ chồng yêu thương nhau nên trao hiến trọn vẹn, kết hợp nên một, chung thủy suốt đời và đón nhận con cái. Vì vậy mà người ta thường nói, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết chúng ta, ta yêu nhau quá nên hai hóa ra thành một. Và cũng từ tình yêu vợ chồng thấm thiết đó cũng gắn liền với con cái. Cho nên ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ba là một, một là ba. Vâng, chỉ có sự hiệp thông sự sống, tình yêu và hiệp nhất mới làm cho cha mẹ con cái thành một gia đình, máu mủ với nhau, một đức tin, một phép rửa. Cho nên sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly là vậy. Rồi ba là một, một là ba. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có sự hiệp thông sự sống, tình yêu và hiệp nhất mới làm mọi người trong giáo xứ chúng ta, dù khác dòng tộc, khác chức vị, khác hoàn cảnh, khác thân phận, nhưng chúng ta trở nên thành anh chị em với nhau và cùng gọi Thiên Chúa là cha, và chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vì chưng lời Chúa trong bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín rằng phần chúng ta không lãnh nhận thần khí khiến chúng ta trở thành nô lệ mà phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho chúng ta nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Thiên Chúa là Abba Cha ơi. Vì vậy chính thần khí chứng thực cho chúng ta rằng chúng ta là con Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà Thánh nữ Teresa Calcutta đã dâng hiến cả đời để chăm sóc và yêu thương, vỗ về và an ủi biết bao anh chị em khốn khó, khuyết tật, bệnh hoạn, sắp chết bên lề đường, dù họ là khác màu da, khác tôn giáo, khác văn hóa. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi mừng kính mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, giáo hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống yêu thương và hiệp nhất, như tình yêu thương giữa Thiên Chúa Ba Ngôi đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương và hiệp nhất của chúng ta cũng vậy, phải mở ra cho hết mọi người, từ trong gia đình ra xã hội, từ trong giáo xứ ra ngoài cuộc sống chung quanh. Vì vậy, sống yêu thương và hiệp nhất là cách diễn tả đúng nhất và đầy đủ ý nghĩa nhất của cuộc sống Thiên Chúa Ba Ngôi và làm con Chúa của chúng ta. Cho nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, là vợ chồng phải yêu thương nhau, hiệp nhất hy sinh cho nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Là cha mẹ và con cái hãy hòa thuận hiệp nhất và yêu thương nhau dù phải hy sinh mạng sống, vì gia đình Kitô hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu độ. Là tha nhân với nhau, chúng ta cũng phải yêu thương, chia sẻ và đón nhận nhau, vì như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã dạy rằng tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa Ba Ngôi, là anh chị em với nhau, cùng gọi Chúa là cha, mà sao lại không yêu thương nhau? Cho nên Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định như đinh đóng cột rằng, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, đó là kẻ nói dối. Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, dù tha nhân đó có tội lỗi, có khuyết tật, có ốm đau, bệnh hoạn, trẻ hay là già nua, giàu hay là nghèo khó đến mấy đi nữa, chúng ta phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa đang cần chúng ta yêu thương, hiệp nhất và chăm sóc nhau. Ước gì qua lời Chúa của Thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
mọi người trong gia đình, giáo xứ chúng ta hãy biết sống yêu thương và hiệp nhất với nhau, biết dâng hiến bản thân mình, biết chia sẻ, biết sống hiệp nhất yêu thương hòa thuận với nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Để thực hiện điều ấy, chúng ta phải biết bỏ mình, bỏ sở thích, bỏ ý riêng, bỏ tính ích kỷ, và nhất là biết bỏ ý riêng để hoàn toàn sống thuận theo thánh ý của Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là mến Chúa yêu người. Bằng cách đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lâm nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Đặc biệt là hãy biết tìm an ủi người hơn là được người ủi an, tìm hiểu biết tha nhân hơn là được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lấy. Chính lúc quên mình là chúng ta gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Và chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.